Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú anh chị, phòng khám Cha Tường xin thông báo vào thứ năm tuần này 25 tháng 4 năm 2024, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, sẽ long trọng tổ chức buổi lễ cho 10 bệnh nhân ung thư hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả cao. Sau đây là danh sách 10 bệnh nhân ung thư hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đạt hiệu quả cao. 1. Phạm Thị Huệ, địa chỉ Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ca Đại Tràng. 2. Đỗ Văn Minh, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, ca Tụy. 3. Lê Thị Lài, địa chỉ tỉnh Tiền Giang, ca buồng trứng. 4. Nguyễn Thị Tho, Càng Long, Trà Vinh, ca phổi. 5. Vương Ánh Sương, ở Tiền Giang, ca vú. 6. Huỳnh Tấn Đặng, ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, u não. 7. Trần Thị Quyên, ở Bình Phước, ca đại tràng. 8. Nguyễn Văn Quyền, Đồng Nai, u ác trực tràng. 9. Nguyễn Thị Lịch, ở Hà Tĩnh, ca cổ tử cung. 10. Nguyễn Minh Nghĩa, ở An Giang, ca gan. Kính thưa quý ông bà, cô chú anh chị, hôm nay hình ảnh sư thầy và Phật tử đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí để đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, chia sẻ và lòng từ bi của cộng đồng Phật giáo trong việc chung tay giúp đỡ những bệnh nhân ung thư vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Phòng khám yêu thương, nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, là một cơ sở y tế phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nơi đây cung cấp các dịch vụ như tư vấn điều trị, hỗ trợ tâm lý, y học cổ truyền và cung cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân. Sự đồng hành quý giá của sư thầy và Phật tử. Sự hiện diện của sư thầy và Phật tử tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, mang đến nguồn động viên tinh thần vô giá cho các bệnh nhân. Sư thầy đã chia sẻ những lời dạy quý báu của Phật pháp, giúp bệnh nhân an tâm thanh thản và có thêm niềm tin vào cuộc sống. Các Phật tử cũng nhiệt tình hỗ trợ bệnh nhân về mặt tinh thần và vật chất, giúp họ vượt qua những khó khăn trong quá trình điều trị. Hành động nhỏ ý nghĩa lớn. Hành động của sư thầy và Phật tử là một lời nhắc nhở sâu sắc về tầm quan trọng của lòng nhân ái và sự đoàn kết trong cộng đồng. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần mang lại hy vọng cho những bệnh nhân ung thư và giúp họ chiến thắng với căn bệnh quái ác. Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm, nhưng nó không phải là dấu chấm hết cho cuộc sống. Với sự hỗ trợ về y tế và tinh thần, nhiều bệnh nhân ung thư đã có thể chiến thắng căn bệnh và sống một cuộc sống khỏe mạnh và ý nghĩa. Chúng ta hãy chung tay góp sức để hỗ trợ phòng khám yêu thương cho không tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình. Mỗi đóng góp của bạn, dù là tiền bạc, vật chất, lời động viên, đều sẽ góp phần mang lại hy vọng cho những bệnh nhân ung thư và giúp họ chiến thắng với căn bệnh quái ác. Thầy Nguyễn Tấn Thanh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cha Tường yêu thương cho không, chia sẻ. Sáng hôm nay thầy muốn sinh hoạt với tất cả mọi người một chút để thông báo về cái khung giờ làm việc của các thầy nó có sự thay đổi một chút về tình hình số lượng bệnh nhân đang điều trị tại đây. Thì hiện tại số lượng bệnh nhân cũng tương đối cũng đông rồi, 160 người. Thì để cho cái sự phục vụ tốt, chất lượng tốt cho quý bệnh nhân, thì các thầy có họp với nhau và trao đổi về vấn đề khám chữa bệnh mỗi ngày. Thì cái khung giờ vẫn là 7 giờ sáng mình làm việc bình thường. Thì khi đó bệnh nhân vào nộp phiếu trong trong rổ đó đó, chờ chị Linh, chị sẽ chép cái tên của mình chắc cỡ chừng 15 phút à. Rồi 7 giờ 15 bắt đầu mình nhận phiếu, mình khám trong phòng của mấy thầy. Thường thì các thầy sẽ khám một lượt luôn, xuyên suốt luôn, từ 7 giờ cho tới 11 giờ, nhưng mà sẽ có sự điều chỉnh một chút là sẽ 9 giờ các thầy sẽ tự nghỉ ngơi khoảng 15 phút rồi bắt đầu mới trở về lại với công việc. Bởi vì sao? Bởi vì cái khoảng thời gian từ 7 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa là các thầy trong các phòng á, là ngồi liên tục
không có ngưng nghỉ, thì như vậy á, cái sức khỏe về lâu về dài sẽ không được đảm bảo. Cho nên là cái việc mà nghỉ giữa giờ sẽ được áp dụng trong thời gian tới, thì đương nhiên sẽ có những trường hợp mà các thầy sẽ uyển chuyển, ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân cần đang đông, đang gấp, mình có thể các thầy sẽ giúp bệnh nhân hoặc là ngồi lại tại chỗ để nghỉ ngơi. Thì trong 15 phút đó có thể là thầy thuốc sẽ đứng lên khỏi cái ghế đó và đi toilet, hoặc là đi uống nước, hoặc là đi ra chút cho nó khuây khỏa đó, là mình trở vô mình chăm sóc cho quý bệnh nhân tiếp tục. À, quý bệnh nhân mình có thể ngồi chờ được mà, phải không? Chờ chút xíu trong khoảng thời gian đó đó. Đó là cái thay đổi về cái khung giờ làm việc. Nghỉ trưa, có nghỉ giữa giờ là lúc 9 giờ 15 cho tới sau đó rồi sẽ làm việc cho tới 11 giờ. Còn khung giờ làm việc buổi chiều thì do cái thời tiết nắng nóng lúc này á, là chưa có mưa cho nên là rất là nắng, thì cái khung giờ làm việc buổi chiều sẽ dời xuống 1 tiếng, có nghĩa là trước là nhận là từ 1 giờ cho tới 5 giờ chiều, nhưng bây giờ là làm việc lúc 2 giờ chiều mới bắt đầu phòng khám mới làm việc. Thì khuyến nghị các bệnh nhân mình điều trị ở đây đó, thì thời gian làm việc là bắt đầu từ 2 giờ chiều nha, 2 giờ chiều cho tới 5 giờ, mình không đi 1 giờ, mà thông thường thì nên tốt nhất mình đi khoảng từ 3 giờ đi, 3 giờ tới 5 giờ là khoảng thời gian đó trời mát, mình tới đây mình ngồi trong đây thì mình sẽ dễ dàng thoải mái hơn. Còn riêng những trường hợp mà bệnh nhân ở xa tới đó, ví dụ như bệnh nhân đó mới tới lần đầu, thì bắt đầu từ 1 giờ là ở bác bảo vệ là bắt đầu đón tiếp bệnh nhân rồi, thì vô đây mình có thể điền cái thông tin trước đó cũng được, rồi bắt đầu tới đúng 2 giờ các thầy sẽ tiếp nhận cái hồ sơ của bệnh nhân đó. Cho nên là đó là cái khung thời gian mà các thầy áp dụng bắt đầu từ ngày mai đó. Rồi thầy cũng chia sẻ một chút về cái công việc hiện tại mà phòng khám đang thực hiện, đó là đang tiến hành xây dựng cái nhà sản xuất trà thảo dược đó. Thì cái chương trình hiện tại thì các thầy cũng đang kêu gọi nguồn kinh phí để mình xây dựng cho kịp thời cái công trình này trước khi mùa mưa xuống. Thì hiện tại có một mạnh thường quân đã giúp đỡ cho cái công trình xây dựng này, là cái công thợ đó, là lo hết toàn bộ về công thợ luôn, có nghĩa là các thầy sẽ không tốn về phần công thợ, chỉ tốn về vật tư thôi. Thì vật tư cũng có một số mạnh thường quân giúp đỡ, nhưng thầy chờ cho tới khi nào mà mình có thể mình hoàn thành xong công trình á, thì khi đó mình mới cảm ơn một lượt, có nghĩa là làm cái thư tri ân và thông báo lên danh sách gồm có những ai đã tham gia vô công trình. Tại vì công trình lớn cho nên là các thầy không thể nào thông báo mỗi ngày về công trình đó được, mà chờ cho khi nào hoàn thành xong thì các thầy sẽ thông báo. Đó là niềm vui mà thầy muốn chia sẻ cho tất cả mọi người ngày hôm nay đó. Thì thầy cũng muốn nhắc nhở lại thêm một chút về vấn đề ăn uống của mình. Như hôm qua thì có 2 ca các thầy từ chối điều trị. Đây các thầy không có được vui, có nghĩa là mặc dù các thầy trả hồ sơ về nhưng các thầy rất là buồn. Cho nên là các bệnh nhân mình nhớ, mình cố gắng mình giữ cái phác đồ điều trị của cha và các thầy đã tận tâm giúp mình. Đừng có phụ lòng cha và các thầy nha. Các bệnh nhân luôn phải nhớ điều đó. Mình tới đây rồi, mình phải trân trọng cái thời gian mình ở đây. Thời gian mình ở đây có 3 tháng thôi, nó ngắn lắm, thấy vậy chứ mau qua lắm, thoáng chốc là qua rồi. Mình về nhà mình sống với gia đình đó, nó có thời gian kéo dài hơn. Mình phải cố gắng mình giữ phác đồ để khi mình về mình sống khỏe với gia đình, mình cảm thấy mình vui, mình hạnh phúc lắm. Cho nên mình phải cố gắng cái điều đó. Thì thầy nhắc nhở chung như vậy thôi. Còn phần còn lại thì vào phòng của các thầy thuốc sẽ nhắc nhở mình thêm. Bây giờ thì chờ chị Linh đọc tên, rồi xin mời cô chú sẽ nhận cái giấy của mình và vô phòng các thầy để được chăm sóc nha. Thì mới đây chú khám là tình hình sao, thầy Thanh phân tích sao, chú thể kể cho tụi cháu nghe. Em rồi, thấy lành tính rồi, ngon rồi. Đi khám rồi, năm mới 55 ngày á. Cái tình trạng của chú ban đầu như thế nào? Thì khối u đó. Kể ra ban đầu rồi, chứ sao rồi khám ở đâu? Nó kêu đi mổ, đâu có tiền mổ đâu, không bú á. Đi mổ 70 triệu lận á,
sạc thị xã này nọ tùm lum á, nó đâu có tiền, đi xuống đây luôn, đây đi về luôn. Đâu có chú có thể biểu hiện cái cảm xúc của mình khi mà lành bệnh ra? Thì cũng rất mừng chứ sao giờ, cảm ơn các thầy ở đây giúp đỡ tận tình luôn. Cứu đời cha Tường, khi mà các thầy giúp đỡ tận tình quá trời. Xuất viện về tính làm gì không? Đâu có làm gì, giờ nghỉ ở nhà, uống thuốc cũng rồi, giờ 3 tháng rồi đi khám lại nữa. 3 tháng sau á, nấu soi. Tôi thì họ tên là Đỗ Văn Minh, quê ở Hà Nam. Sinh ra số mã số là coi như 146. Đã điều trị ở chỗ cha Tường này cũng như các thầy này cũng được vào 7 tháng rồi. Coi như là giờ này lúc này thì coi như là tôi đi báo ở đi khám ở bệnh viện Thiên Ân. Ở bệnh viện cho biết cái kết quả là coi như tất cả coi như là ung thư nó không còn nữa. Thế về các thầy cũng xem mà cho tôi là cũng là không còn nữa. Và không còn ung thư nữa. Bây giờ này cũng chẳng biết nói gì hơn mà chỉ có biết là coi như là tạ ơn cha, cảm ơn thầy. Cảm ơn tất cả coi như trong phòng khám của các thầy. Những năm tháng, những ngày tháng mà coi như tôi đã ở đây mà các thầy coi như là nhiệt tình chữa cho chúng tôi. Đến giờ này lúc này thì chỉ biết là cảm ơn các thầy, cảm ơn các bạn thường quân cũng như thể ở trong nước cũng như ngoài nước, để coi như là những cái ngày tháng tôi ở đây mà coi như giờ này lúc này là coi như chỉ có xin là cảm ơn thôi. Ca tị còn là ung thư sang gan nữa, nó di căn sang gan mới lại ở mặt nữa, túi mặt. Lúc đầu vô tình trạng sao? Lúc đầu vô tình trạng thì coi như là nó chỉ có là coi như là nó đau nhức, nó đau nhức mà coi như là vì sau ăn cháo nano uống trà thảo dược bắt đầu nó tiến chuyển dần dần thì là coi như là cái bệnh tình là coi như là nó giảm bớt thì giảm ít chút thôi, nó không có giảm coi như là nhanh được. So sánh cái điểm hiện tại sức khỏe là sao? Bây giờ coi như so sánh với lại trước với lại lúc này thì coi như là hiện tại lúc này trở lại coi như con người rất khỏe rồi. Tôi tên Lê Thị Lài, ở xã Miệt Đông, Tiền Giang. Thưa bệnh nhân cho biết là khi mà mình nói chung là mới đây mình được đi khám bệnh rồi được kết quả như thế nào và niềm vui ra sao? Mới đi khám bệnh ở Ung Bướu thành phố, về là kết quả là nang thận, nang của u buồng trứng là hết, tan hết, không còn gì hết. Rồi nang thận hồi đó khám ở Chợ Gãy là nang thận, sạn thận cũng có, nhưng mà nay khám là hết luôn. Rồi máu âm luôn, tất cả chỉ số đều âm hết. Âm hết. Thầy Thanh phân tích sao? Thầy Thanh phân tích là giờ mình âm hết là được xuất viện thôi. Là như bệnh viện cho biết là na hay u buồng trứng là cũng tan hết luôn, là không còn khối u. Bệnh nhân có thể cho biết là mình vô đây bao lâu và thời gian trị ra sao, cách gia đình phát đồ? Vô đây hôm 12 tháng 1 thôi vậy. Ăn theo pháp đồ là được 3 tháng mấy nha, ngày 3 tháng mấy. Nhờ pháp đồ của cha Tường, rồi cảm ơn cha Tường nhiều. Thứ hai nữa là nhờ các mạnh thường quân để giúp đỡ cho trong nước và ngoài nước, để giúp đỡ cho các thầy có kinh phí mà để phương pháp và để điều trị cho các bệnh nhân như tôi. Cảm ơn các thầy, các mạnh thường quân nhiều. Có thể kể lúc đầu mà mình phát hiện bệnh ra sao, rồi mình đi khám bệnh ở đâu đầu tiên á? Lúc đầu tiên thì khám bệnh vừa đau bụng thôi là đi phát hiện ra là khối u, bác sĩ cho biết là bằng cái chén. Rồi cái tới chừng tinh khiết thì biết là ung thư buồng trứng.
tính đó, ung thư buồng trứng, nhưng mà nó ăn, nó bị di căn qua qua gì đó không biết, có di căn rồi vô hóa chất 4 lần. Vô hóa chất lần đầu thì khỏe, lần thứ hai về thì nó bị sốt, rồi nó giật cũng đi cấp cứu. Lần thứ hai, lần thứ ba thì vô thì không sao, về nhà 2 ngày nó cũng vẫn sốt, rồi nó cũng bị đi cấp cứu lần thứ ba. Lần thứ tư thì về cũng sốt, đi cấp cứu, là lần sau là đi cấp cứu Tiền Giang, nó đưa lên tới Chợ Gãy luôn. Đưa lên tới Chợ Gãy lúc đó là như là mạng là không còn biết luôn đó. Lên nhờ trên Chợ Gãy vô máu, rồi vô đạm, rồi mới sống. Rồi chị điều trị trên Chợ Gãy, Chợ Gãy cho là khỏi vô hóa chất, nhưng mà Chợ Gãy là lãnh mổ, mà đằng này như khả năng là chị điều trị cho nhiều quá, thành ra hết khả năng, thành ra không có mổ được. Hỏi thì ở Chợ Gãy kêu đóng 70 triệu luôn, có khả năng thôi tôi nghệ xin về nhà, là không có thuốc men gì hết, về nhà là nằm chịu. Rồi tới chừng sau gọi ở bệnh viện Tiền Giang đó, xuống bác sĩ kêu cứu lại, bác sĩ kêu vô hóa chất. Là đằng này tôi không vô, nói tại vì vô là cái đề kháng của mình chịu không nổi á. Rồi bác sĩ không nhận, bác sĩ kêu xin bác sĩ uống thuốc, bác sĩ không cho. Bác sĩ nói là cái bệnh này nặng quá rồi, như cái khối u này nó ăn, giờ nó ăn buồng trong cái buồng trứng, nó ăn là muốn giáp của buồng trứng hết rồi, giờ nó ăn lan dữ lắm, thì di căn nữa, thành ra mà bác sĩ không cho uống thuốc. Bác sĩ nó nặng, bác sĩ không cho uống thuốc, bác sĩ bắt phải vô hóa chất. Rằng này tôi không vô, rồi mới bác sĩ kêu làm cam kết cho về. Về rồi không có đấy gì hết trơn, rồi về cái nghe anh Khôi trị bệnh đây nè, con gái tôi nuôi ảnh đó. Nuôi ảnh cái, ảnh kêu là ảnh cho xuống đây để ở, ảnh cho từ phòng trọ ở đây rồi điều trị, nhờ mấy thầy điều trị theo phương pháp của cha nè. Nhờ mấy thầy hướng dẫn uống ăn cháo nano, uống thảo dược đó, rồi nay tôi 3 tháng mấy thì tôi khối u tôi cũng hết, đi khám ở thành phố là khối u cũng hết, nang thận cũng hết, mà sạn thận ứ nước. Hồi đó là khám ở Tiền Giang hay là mỗi một lần là hai ứ nước độ hai mấy không á, mà giờ này đi khám lại là ứ nước không còn luôn. Quá mừng vậy, cảm ơn cha, cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ. Thứ hai nữa, cảm ơn mấy thầy nhiều. Hôm nay tôi hết bạn. Bệnh nhân có thể chia sẻ cái niềm vui mừng hiện tại đến thời điểm này không? Mừng là tại vì nhờ ở đây, nhờ phương pháp điều trị của các thầy, là hầu luôn mừng là như được cứu được mạng sống lại lần thứ hai. Mừng và tạ ơn thầy Chúa nhiều, tạ ơn cha, cảm ơn các thầy, các mạnh thường quân rất là nhiều. Mừng lắm. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nano, uống trà thảo dược, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một
một nghìn cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Tán căm thù, chia rẽ oan hờn ghét ghê.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.